Organic kiwi và kiwi không phải là organic. Hai giá. Organic hơn chỉ có 20 cent thôi. Cái này ngon quá, nhìn hấp dẫn nào. Đồ ăn chay. Thật ra họ làm đồ chay không ngon mà người Việt mình làm đồ chay đâu mọi người. Ông bà. Con xin chào ông bà cô chú. Ông bà. Bà. Cô chú. Xin chào mọi người. Hôm nay gia đình Phương đang đứng trước Trader Joe's mọi người ơi. Và hôm nay nhà mình sẽ đi chợ Trader Joe's nhé mọi người. Xem tháng đầu tháng xem có cái gì mới cho mọi người xem nhá. Ok, mình sẽ đi vào trong đây. Ôi trời ơi, đi chợ Trader Joe's. Đi chợ Trader Joe's. Ok, good job. Ok, mình đi thôi. Đứng gì đằng sau. Vậy hôm nay mình được đứng đằng trước đây là mình. Mình đi vào buổi tối mọi người, tại vì bố chép mới đi làm về. Okay. Hoa đẹp chưa, hoa buổi tối. Này là để đâu cả ngoài nè. The flower daddy. It's beautiful. $6.99. 6.99. Ôi hoa này nó héo queo luôn này. Hoa tulip 10.99. Và nhỏ quá ha. Đây này, hoa lan này có 6.99 thôi, rẻ thế này. Này 14 đồng. Ở đây hoa đẹp quá. 9-10 đồng. Đẹp quá ha. Ôi, hoa này đẹp chưa này. Hoa này có 3.99 thôi à. Tên là Veronica. 3 đồng tiền à. 4.99. Sao này đông thế nhở? Whoa. You got JD. And look at this. This one is like, Daddy, we didn't plan this. This is like, this is like a weed to me. What? Weed. We have these flowers. Oh, this is called flower? I thought that's weed. Đây gọi là cái hoa ấy hả? Sao nên mình thấy nó mọc tùm lum ở vườn nhà mình đúng không mọi người? You have these potatoes. Where? Yeah, that's potato. You know how to read? They say baby Dutch yellow potato. Hôm nay sao đông thế? Tại vì hôm nay tối này là tối thứ 6. Tối thứ 5. Tối thứ 5 bên này mọi người. Hôm nay có 2 đồng thôi à. Cute thế. Đông nhộn nhịp như Tết luôn đấy nha. Remember we bought this and it's beautiful like this and then next year it's like yeah. Yeah, we do that. Hey, we need some lettuce, Daddy. Đây này, ở đây nó có. Mình đến đây mình chỉ mê đồ hữu cơ ấy. Với lại họ cũng chia làm phần nhỏ, nó không còn lớn như ở bên Kroger. Nhưng mà đừng bao giờ mua cái đồ họ cắt sẵn nha mọi người. Ở đây là toàn là organic nè. Đó, organic hết á. Là hữu cơ hết luôn á. Lucy, wait for me, okay? Do they have the one like, no? You see, no cutting, like the one I like. Lettuce. I don't know which one. Yeah. Đấy, toàn là organic nè mọi người ha. Organic, cái này là kale ăn rất là tốt nha mọi người. Mình không biết tiếng Việt là gì nhưng mà ăn rất là cực kỳ tốt. Nho là nho organic nè. Nho 5.99 nha mọi người. Hey, let's go. Đây, hôm nay là sumo. This orange called sumo citrus, 5.99. Là cam, 5.99. This way. Ôi, this táo là sao nhỏ xíu à. This is so cute. This called candy apple. I like this, look. A tiny little baby. Một bịch to khổng lồ này có 3.29 thôi mọi người. Ở cái Coca-Cola Apple 4.49, 4 thang, một bịch to như thế. Ồ,
Ờ, sao lấy nhỏ, lấy cái táo này sao nhỏ xíu ta? Đó tí tí à. 3 đồng 29 2 pound à. Đi qua đây con. Lucy nghe mẹ nói không? Lucy không chạy lon ton nghe chưa? Nhưng chạy lon ton là ai không có, mẹ không kiểm soát được con. Đấy, bên này là nho nè, con nho. Hộp nho táo đồng 99 nè. Nho này là không có hạt mà nó màu đỏ nè. 5 đồng 99. Mình sang đây mình mua cái đồ mà bên Aldi nó không có mọi người. Tại vì Aldi có nhiều món lạ mà bên này cũng nhiều món cực lạ luôn. Đi qua đây. Đây artichoke này 2 đồng 69 each nhá. Là một cái này là 2 đồng 69 nè. Lucy, you see something? Or maybe you get some Brussels sprouts. Right here. Ở đây gọi là cái củ cải, bắp cải nhỏ này ăn rất là ngon nha mọi người, rất là tốt nha, có 3 đồng 69 thôi. Còn này là không phải là organic là 2 đồng 99 đâu. You see this one, hold my hand. Hold mommy hand. Cà tím 1 đồng 79 nè. Hold hand là trái cây là toàn là đồ ngon, tươi á. Và đợt này có nhiều cái táo là nhiều loại lạ mọi người, kêu apple 3 đồng 99, 2 pound là 1 ký à. Đây là rau củ này, ở trong đây nó bật nhạc to quá. Cà rốt này, cà rốt organic luôn nha, nguyên một dãy này nè. Cà rốt, tôi xin nói cà rốt. Yeah, cà rốt. Cà rốt này có 99 cent là rẻ đó. Cà rốt này là nhiều màu là 2 đồng 49. My hand. Ôi, lon ton nhảy khoái lắm. Đây là Pell Pack 4 đồng 99 cho 3 quả. Nhưng mà organic cho mọi người. Ở đây là giá phải chăng hơn cả bên Whole Foods nha. Got this one to stir fry it. It's really good. Rau củ quá tươi luôn á. Oh, this one good. Đây là squat, là bí nè. Bí có nhiều loại bí nha mọi người. Này organic 3 đồng 99 nè. Còn bí này spaghetti nè, 2 đồng 99 nè. Lucy hold hand. Đây là đồ ăn làm sẵn nha mọi người. Đó, mấy đồ ăn làm sẵn ở đây. Đây là hàng nè, hàng mà họ ấy nè. Hồi bố chép cho xem cái baby corn nè. Cái bắp mà nhỏ xíu xíu này, how much is that? I'm good for soup. Bố chép lấy 2 đồng 29 cho cái bắp nhỏ xíu đấy. This is good for your health, it's like a bean daddy. Maybe we can eat that for hours sometime for bean. Lentils is very good. I'm gonna eat some more. You gotta like make it in. You gotta like, it's like plain rice kind of. It's like you gotta add something. Yeah. Cái gì nàng cũng muốn cầm hết. Này lấy ở đâu đây? Đây là bản chicken enchiladas của Mexico á. Cái này là beefless nè. Đây là này là đồ ăn không phải là ấy đâu mà là đồ hũ đấy. Đồ ăn chay nè. Đồ ăn chay. Thật ra họ làm đồ chay không ngon mà người Việt mình làm đồ chay đâu mọi người. Họ làm đồ chay rất dở. Quá không ngon. Ơ nhiều cheese. This one good here. Organic. Đồng 4 đồng 3 đồng. Nhưng mà đây nguyên dãy này là cheese là organic hết nha mọi người. Hữu cơ á. Khá là tốt cho các bé với cả người lớn mình á. Mà ăn ít nhưng mà mình có chất hơn là ăn nhiều mà có mấy cái loại nó không, nó cho chất ấy á, nó không có tốt. Tăng trưởng này nọ mọi người. Hold hand, hold hand. See, like you get, $3.50 you get 12. Yeah. Regular, but organic you get $5 for it. Yeah. It's got the same price, but different it's quality. It's $1.50 more and you get 3 less. Yeah. It's a pizza crust nè. Cái này là mình tự về làm bánh pizza mình ăn mọi người. Mà nó là
súp lơ trắng mọi người. Cauliflower đó, súp lơ trắng. Mình tự làm bánh pizza nè. 4.99 đồng. Đó, đây toàn đồ ăn healthy thôi nha mọi người, mà giá phải chăng hơn Whole Foods rất nhiều nhá. Mình mua cái này về làm bánh pizza này cũng được nè. Kiwi nè mọi người. Kiwi 3.79 đồng nè. Có đầy đủ vitamin C, nó còn nói là trong kiwi có vitamin C, vitamin K nè. Đó, tốt cho vào ăn salad nè mọi người. See how they teach you how to make this with kiwi? You can put it in the salad too. Have vitamin C and K. Is that cute? Có hai loại là organic kiwi và kiwi không phải là organic. Hai giá. Organic hơn chỉ có 20 cent thôi. Khác nhau hoàn toàn luôn nha, mà organic thì nó nhỏ. Good girl. Vậy thì tại gì không ăn thêm 20 cent để ăn organic hả mọi người? Let's go, let's go. Còn đây là cái protein bar nè mọi người. Apple nè. Này là mua về cho mấy bé nó ăn đi học mọi người. Người nhúc nó ăn snack á, ăn nhẹ ở trường á. ABC. Đấy, mấy cái protein bar này cực tốt nè. Này, organic chocolate chip 3.29 đồng nè. Yeah. Oatmeal này mọi người, yến mạch Lucy Way. Yến mạch mà không đường là 3.99 đồng nè. Còn đây là yến mạch mà nó cho các hạt vào này, ăn này cực tốt vào buổi sáng nha mọi người. 4.99 đồng nè. Lucy, cô gái ơi, con hơi nghịch rồi đấy. Hơi nghịch rồi đấy. Mấy cái này ăn được tốt buổi sáng rồi. Hạt đấy. Không biết có panda puff nữa hả? 3.49 đồng. Look at that panda. You're so cute. Yeah. Okay, this way. Để xem có cái hạt gì mình ăn nó ấy nè. Có hạt ấy này. Sesame honey cashew là hạt điều mà có mè nè mọi người, mới nè. 7.99 đồng thôi. Ôi, ăn này chắc cũng ấy lắm. Mình đang đi kiếm cái hạt ấy mọi người. Pistachio cũng tốt lắm nha. Lucia đứng lên coi. Đi kiếm cái hạt óc chó. Đi qua đồ đông lạnh đây. Đồ đường này là mấy về đây. Đấy. Đấy, cái bánh này là shortbread. Bánh shortbread đây nè. Bánh này bánh mới nè. Có nhân raspberry nha. Quất màu đỏ. Đây này, white cod là daily look. White cod. Tilapia là cá chép á. No, I like the salmon we have from Costco. Oh, they already add the butter for you. Yeah. Sure, it's good. How much for one? $6 each. Ew, kind of high, but look like they make everything for you. Buy two only. Buy two, or they already have this and you can make that's, by yourself. I think that's sockeye. Yeah, sockeye. I don't want to. But remember, I bought from Costco, really good though. I thought sockeye, I just don't think it has a very fishy flavor. Ủa, chắc không thích ăn cái cá hồi mà sockeye nó quá mùi đó mọi người. Đấy, sau này là rau tôm nè. Oh, look good. We can try it. We could make a salmon burger on a piece of like wheat bread or something. Yeah. Làm bánh mì á mọi người, còn nhân salmon á. Là cá hồi mọi người. Stand up Lucy. Lucy nghịch lắm, không nghe lời nhá. Đấy, hôm nay cá, ô cái món này mới nè. Cái này là chicken đó, là thịt gà mà nó là nhân ấy đấy. Đồ ăn chay mọi người. Vegan nha. Người ăn chay. Hô he.
Ow. Ow. Ôi, có món mới này. Món này là sẵn sàng để ấy này, có cái khoai tây. Khoai tây. Món này 5 đồng 49 nha mọi người. Còn đây là mấy cái món mac and cheese cho các bé này. Làm sẵn nó có 2 đồng 99 thôi. Mushroom. Yeah. Penne arabica. Look good. Dạ như trên muốn ăn cái này mọi người. Đồ Ý, mì Ý hả? Mì Ý là 3 đồng 99. Oh, it's got cheese inside. Cheese filled with fioschetti with pink sauce. So I think they're like little ravioli, but it's kind of like a little dumpling kind of. I have to point it right there. Blueberry syrup, that'd be nice. Yeah, I'm sure you do. Cái bánh pancake này ăn ngon lắm, là mọi người mua cho các bé ăn đi, người lớn cũng thích món này á mọi người. Bánh này bánh mới nè mọi người, là có bánh crepes nhưng mà có cái phô mai bên trong mọi người. 3 đồng 99 nhá. Oh. Oh, look at this. Wow, that's really cool. Có bắp nha. Bắp là rib nha, là cái bắp mà họ cắt ra như thế này là mọi người lạ quá ha. 3 đồng 99. Cái này cũng mới nè. Thì là 3 đồng 49. Organic veggie pizza. Look good. 4 đồng 99. Này ngon quá, nhìn hấp dẫn nè. Khá là ngon đấy. 7 đồng 99. Còn đây là bánh taco của Mexico, có bò và gà mọi người. Mini rất là nhỏ nha, vừa miệng ăn mà cái này là mới luôn đấy. 5 đồng 99 nha mọi người. Còn cái món này rất là lạ luôn này, là thịt gà nhưng mà là không phải là thịt gà mà là đồ chay ấy, mọi người. 3 đồng 79. Còn đây mình thấy có bánh bao mới, gọi là bánh bao cheese steak. Rất là lạ luôn á, là mới luôn mọi người. 3 đồng 99 nhá. Ở đây họ mình thấy có bán cái pad thái, là phở của Thái á mọi người. Đó, rất là lạ ha. Phở Thái mà rau củ là 3 đồng 49 này. Còn cà ri Thái màu xanh này. Cà ri Thái đấy, cà ri xanh đấy của Thái đấy. 4 đồng 49. Còn mình thấy có cái bánh cơm, bánh gạo mọi người, của Korean là 3 đồng 29. Của Hàn Quốc. Còn đây cũng là bulgogi nhưng mà cũng là không phải là thịt bò mà là đồ chay đó. 5 đồng 49 nhá. Bulgogi đồ chay rất là hay ha. Toàn những đồ chay ngon không á. Đấy, ăn cái gạo của Medley này mọi người. Ăn gạo lứt đó. Gạo mà trộn chung với đủ loại gạo nâu, gạo lứt này rất là ngon nha mọi người. 3 đồng 99. Đấy, xuống dưới đây quá trời món ngon, món mới về đó mọi người. Rồi đây là những cái đồ của mình thấy có sô-cô-la, mình tưởng là bubble tea ấy, mọi người, là cái trà sữa bubble mình ấy. Trời ơi, mình tưởng thế mà không phải, nó là sô-cô-la. Còn đây cũng là lạ này, cái dạng như là ketchup mình ăn đó mọi người, nước sốt cà chua mà nó là dùng cái vị bột đó, dùng là bột. How'd you read that? Blood orange. Blood cake mixed with icing. This is like an orange cake, but it's called blood orange. Còn đây họ có cái đường làm từ mía nè mọi người. Có 2 đồng 99 và đường làm từ dừa. Hay quá ha. Trên cho mẹ xem có cái đào mà họ đào họ ngâm rồi mọi người. Là 4 đồng 79 nha mọi người. Còn đây là cái món mới họ ghi là new item nè mọi người. Đó, cũng có đây cũng là món mới luôn này, là cái ớt của Korea mọi người, là của Hàn Quốc mới về, họ ghi là new item luôn. Mình thấy cái này cũng hay nè, gochujang. Còn đây là có thấy nước cà ri đỏ của Thái Lan nè mọi người,
Mình lại thấy đặc biệt hơn là có cái sốt mayonnaise chay nha mọi người. Cực kỳ lạ ha. Rất là hay luôn đó, mà thành phần chính của nó là dầu bơ. Còn đây là sốt mayonnaise bình thường, organic bình thường. Còn đây là những món mới này mọi người. Mới tinh tình tình mới về đấy. Đấy, Phương thấy có này, sốt gochujang sauce và tương ớt Hàn Quốc này. Ở trên đây là bột này, bột hành này, còn đây là kẹo này. Đó, đây là những cái món mà mới về luôn nha mọi người. Nên họ ghi là new item. Đây, kẹo là kẹo chuối. Hay quá ha, có kẹo chuối nha mọi người. Còn đây là cái bánh này, bánh cho các bé này, hay là người lớn ăn cũng được. Đấy, bánh này cũng bánh mới luôn nha. Còn đây là pasta, là mì đó, nhưng mà mì có mùi chanh. Ôi, còn kẹo này cũng là mới luôn nè. Đó. Những cái phần mới thì họ sẽ để vào nguyên một cái shell riêng luôn nha mọi người. Đó, nguyên một kệ riêng nhé. Còn đi sang đây là phần thịt cá mọi người. Đây là thịt gà nè. Đó, thịt gà. Thịt gà organic nha mọi người. Còn đây là cá Atlantic, là cá ngoài biển đó. 13 đồng. Cá hồi á mọi người. Xuống đây là nguyên một con gà nhá. Là gà thường nè. Đó. Còn gà organic nè. Đó, 16 là một con. Mình thấy có món lạ là món bánh súp lơ nha mọi người. Đó, lạ ha. Mình thấy có quầy mỹ phẩm ở đây mọi người. Nhờ chăm sóc da đó mọi người. Đó. Nước rửa mặt là Churchill Oil nè. Là tẩy rửa đồ trang điểm đó mọi người. Đó. Đấy, mình thấy có cái họ bán cái khăn lau đồ trang điểm này. Còn xuống dưới đây là mình sẽ thấy là kem chống nắng là SPF 30 nè. Chỉ có 5 đồng 99 thôi nha mọi người. Còn đây là SPF 15. Đấy, sữa rửa mặt nè. Giá phải chăng lắm, chỉ có 4 hoặc 5 đồng thôi. Còn cái serum thì mắc hơn chứ, là 9 đồng 99 nhé. Còn đây là retinol luôn này. Đó, họ có retinol luôn này. Đó, 9 đồng 99 thôi. Đó, bôi vào buổi tối nha mọi người. Cực kỳ tốt luôn á. Còn đây là cũng thế này, cấp ẩm đó. 9 đồng 99. Thank you. Say thank you Lucy. Let's say thank you. Thank you so much. Good job. Good job. Thank you. Thế mình đang về tới nhà và em Lucy đang phụ mẹ dọn lấy đồ ra đây này mọi người. Để cho ông bà cô. What's that? Đấy, chips. Ok, hôm nay mình sẽ cho mọi người xem những gì mình mua hôm nay nha. Đây, em Lucy đang phụ mẹ đây. Toàn đồ ăn ngon thôi. Lucy giỏi quá. Lucy nói con chào ông bà cô chú. Lucy nói sao? Con chào ông bà cô chú. Tập trung đấy. Giỏi quá. Ok, đây là những món mình mua hôm nay. Mình sẽ cho mọi người xem những gì nhá. Đây là món mới này. Đó là chả giò mọi người. Nhưng mà chả giò này là có như kiểu của, như mà của hai Hawaii nha mọi người, là Hawaii đó. Mùi vị của Hawaii thì nó cũng có thịt heo và rau củ thôi. Và cái món này là empanadas. Empanadas thì của, giống như là của bên Mexico đấy, là có thịt gà và rau củ. Cái này là bố chép mua ăn salad làm sẵn, mà mình đã đoạn là mình bảo là mua cái ấy để ấy mà lười cắt đó mọi người. Mà mình muốn là mình tự mua mình về mình cắt thì ngay hay hơn. Còn cái này là pizza nè, cho Jayden nè. Cái cookie cho Lucy nè. Mà mình thấy cái sauce này của Hàn Quốc nè mọi người. Là ớt á. Mà cheese cho các bé đi ăn, ăn nhẹ đó. Còn cái mình thấy cái lentils là rất là tốt nha mọi người. Nó dạng như là cái bean là đậu mọi người. Đấy, ăn cực kỳ tốt nhé. Mình xào hoặc là mình ăn với cơm, rồi giấy trộn với cơm rất là ngon mọi người. Ăn hay cơm cũng được á. Ơi, còn đây là burger, là bánh burger mà có cá hồi nha mọi người.
Còn đây là mua cá hồi về hai vợ chồng ăn cho bữa tối, nhiều lúc mình lười ấy mọi người. Họ làm sẵn cũng hay nè. Cá hồi này thì nó có gia vị hết rồi, có bơ mọi người. Và ăn rất là ngon, mà của Atlantic thôi nha, chứ không phải là farm raised là nuôi đâu, mà là cái này ở ngoài biển ấy. Cộng thêm là mình mua cái hạnh nhân, cái bánh, cái spaghetti cho em Jaden. Và mọi người ăn thử cái này đi, rất là ngon nha, rất là đặc trưng ở Trê Châu, là cái bánh chuối chiên của Thái Lan mọi người. Bánh chuối chiên Thái Lan ăn rất ngon. Mấy cái món mới này, ăn thử đi mọi người, các bé rất là thích món này nhá. Ngay cả người lớn mình cũng thích. Tại nhiên là bánh pancake thôi, nhưng mà bánh rán pancake buổi sáng đấy, mà họ làm tròn tròn này, ăn cực dễ ăn nhá, mà ngon. Thế là mình mua rau củ vậy thôi. Thế là hôm nay là mình có cái Thái curry, Thái cà ri Thái nè mọi người. Cà ri Thái mà cà ri đỏ nhá. Hãy lưu giới xin chào mọi người. Dạ con xin chào ông bà. Con xin chào ông bà, cô chú. Ông bà. Bà. Cô chú. Chú. Giỏi quá. Con cảm ơn. Cảm ơn. Ông bà. Bà. Cô chú. Ôi dồi ôi. Cô chú. Chú. Đã xem video của gia đình nhà con. Và tạm biệt mọi người. Và cảm ơn ông bà cô chú rất là nhiều. Và ui dồi con gái. Ok, bây giờ con sẽ chào tạm biệt nha. Hẹn mọi người trong những video tiếp theo ạ. Đấy, nghịch nghịch. No, no, this is bye bye. Bye bye. See you. I see you. Next time. Next time. Bye bye. Bye bye. I love you, Lucy. I love you, Lucy. You say I love you, mommy. I love you, mommy. Mẹ con yêu mẹ. Mẹ. Mẹ Phương. Sao mọi người thank you. Đúng rồi, Lucy nói xin chào mọi người. Thank you, cảm ơn. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Okay, giờ con bye. Con tạm biệt ông bà cô chú. Tạm biệt ông bà cô chú. Ôi dồi, lại là con tạm biệt ông bà cô chú. Tạm biệt ông bà cô chú. Ông bà cô chú nhớ xem video của gia đình nhà con thường xuyên nha. Ok, con tạm biệt. Tạm biệt.